Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay 12 tháng 12 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ ra mắt công ty cổ phần du lịch An Giang trở thành thành viên thứ 16 của tập đoàn Sao Mai. Công ty cổ phần du lịch An Giang hình thành từ năm 1978 là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực du lịch và thương mại. Gần 40 năm hình thành và phát triển, công ty không ngừng lớn mạnh và trở thành đơn vị chủ lực khai thác du lịch và xuất khẩu lương thực nông sản của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Theo luật, sau khi nắm giữ 68% cổ phần, tập đoàn Sao Mai chính thức trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần du lịch An Giang. Trở thành thành viên thứ 16 thuộc tập đoàn Sao Mai, công ty cổ phần du lịch An Giang hứa hẹn sẽ bước sang giai đoạn mới, khai thác hiệu quả thị trường du lịch An Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tập đoàn Sao Mai hiện có 16 công ty thành viên, tổng vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng, do quy mô mở rộng và năng lực gia tăng không ngừng. Kể từ năm 2012, tập đoàn Sao Mai được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhất Việt Nam, top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và top 5 công ty xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam.